Chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay Kiên sẽ đại diện cho shop Betsin để làm một cái video này để cho các bạn một cái video với chủ đề là so sánh sự khác biệt giữa thỏ Việt Nam và thỏ Hà Lan. Bây giờ chúng ta sẽ đến với nhân vật chính chúng ta ngày hôm nay nha. Rồi, ở đây là một bạn thỏ Việt Nam trưởng thành. Thỏ Việt Nam trưởng thành. Thì về cái cân nặng thì mình sẽ dùng cái cân để cân lên cho các bạn coi cân nặng của thỏ Việt Nam trưởng thành là bao nhiêu ha. Thỏ Việt Nam trưởng thành trung bình là từ 2 đến 3 kg. Bây giờ chúng ta sẽ coi bạn nâu là bao nhiêu ký. Rồi, bạn nâu là Kim chỉ đủ 3 kg luôn nha các bạn nha. Thỏ Việt Nam cũng có rất là nhiều cái đáng yêu. Đặc điểm nhận dạng là khi thỏ Việt Nam trưởng thành đó là cái tai rất là dài. Tai dài giúp cho bạn thỏ có thể nghe được những âm thanh lạ từ xa để có thể phòng vệ và bỏ chạy. Thân hình của thỏ Việt Nam thì cao ráo, tay chân này kia cũng rất là bự để giúp cái việc bật nhảy đi di chuyển được xa. Mắt thỏ Việt Nam cũng tròn, tuy nhiên là mũi thỏ Việt Nam sẽ hơi dài một chút xíu. Bây giờ mình sẽ qua cái bạn thỏ tiếp theo nha. Rồi, chào các bạn nha. Đây là một bạn thỏ Hà Lan trưởng thành. Hai bạn thỏ này đều là đạt cái độ tuổi giống như nhau là tầm đều 6 đến 8 tháng tuổi rồi, là độ tuổi của thỏ trưởng thành. Bây giờ mình sẽ cân bạn này lên trước nha. Thỏ Hà Lan thì giống như bên cửa hàng của mình có tư vấn các bạn á, thì kích thước trưởng thành là trung bình là 1,2 kg đến 1,5 kg. Rồi, mình coi thử các bạn này là bao nhiêu nha. Rồi, đưa sát vào máy quay nè. Bạn thỏ Hà Lan này là được 1,5 kg. Mình cho ăn rất là nhiều, không có hãm, cho ăn thoải mái luôn. Nhưng mà mầm ú luôn cũng là 1,5 kg thôi, không có bự hơn nhiều. Mình sẽ để hai bạn này gần nhau một tí xíu cho các bạn nhìn thấy cái sự khác biệt của thỏ Hà Lan và thỏ Việt Nam nó như thế nào. Đầu tiên là về cái tai. Các bạn thấy tai của thỏ Hà Lan rất là ngắn so với tai của thỏ Việt Nam nè. Thỏ Hà Lan tai chỉ có khoảng 5cm mà thôi. Thỏ Hà Lan còn có một cái tên dễ thương đó là thỏ lùn Hà Lan, vì có gen lùn di truyền. Bạn thỏ Hà Lan này là lùn nên là tay chân rất là ngắn, không có cao như thỏ Việt Nam của chúng ta. Rồi, giờ tới qua nhìn gương mặt của bạn thỏ Hà Lan nha. Gương mặt của bạn thỏ Hà Lan á là mặt sẽ tròn hơn. Mặt tròn nè, mặt cũng tròn, rất là đáng yêu. Một số bạn á khi đến cửa hàng của mình nó cũng hay hỏi á là tại sao giống thỏ Việt Nam lại rẻ hơn, có phải là thỏ Việt Nam yếu hơn hay không. Thì mình xin giải thích cho các bạn như thế này. Thì đối với thỏ Hà Lan, kích thước của nó nhỏ, trọng lực tối đa chỉ là 1,5 kg. Thì cái khả năng mang thai mà số lượng con á sinh ra thì cao lắm là từ 2 đến 4 con mà thôi. Còn đối với thỏ Việt Nam thân hình lớn hơn, thì khi mà mang thai đẻ số lượng con á, có trường hợp mình gặp á là tối đa có thể là được tới 8 đến 10 con lận. Với lại không có thông qua quá trình nhập khẩu từ bên nước ngoài về, được sinh sản ở trong nước, mà tốc độ sinh sản cũng nhanh hơn là thỏ Hà Lan. Vì vậy là giá thành của thỏ Việt Nam mình nó sẽ rẻ hơn, phù hợp với mọi người nuôi. Chứ không phải là rẻ là thỏ Việt Nam mình là yếu hơn, bệnh hơn, hoặc là sẽ không có đẳng cấp này kia. Là giá thành rẻ là giống như mình đã giải thích. Vì vậy là chúng ta không có được chê những bạn thỏ Việt Nam như thế này. Có nhiều khách hàng của mình cũng rất là cưng những bạn thỏ Việt Nam, và những bé cũng hiểu được cái sự yêu thương của khách hàng, nên là cũng thông minh, cũng theo chủ này kia rất là bình thường. Còn thỏ Hà Lan á được chuộng hơn, tại vì kích thước nhỏ, phù hợp với không gian nuôi chật hẹp ở một số bạn ở thành phố, hoặc là trong bạn đó muốn nuôi trong phòng thì phải cần không gian nhỏ, thì sự lựa chọn thỏ Hà Lan cũng là một sự lựa chọn tốt. Cả hai giống thỏ đều dễ nuôi hết các bạn nha, nên là các bạn cứ yên tâm khi mua thỏ tại cửa hàng thú cưng Betsin. Thì
đã được cho uống thuốc ngừa cầu trùng và hỗ trợ chích ngừa bệnh bạch huyết. Vì vậy các bạn cứ tự tin ghé cửa hàng thuốc Vaccine Sinh sẽ có đội ngũ nhân viên của mình tư vấn rất là rõ ràng. Trời, bạn thỏ này rất là dễ thương nè. Cho hai bạn thỏ giao lưu với nhau một chút nha. Nhớ lại cái cách bắt thỏ là chúng ta cứ nắm gáy của thỏ như thế này ha, rồi sau đó nhấc lên, dùng tay vợ cái vùng mông và ôm bé vô người, rất là đáng yêu các bạn thấy không. Nhiều bạn cứ sợ là thỏ bự quá khó nuôi, chứ thật ra bé này 3 kg mà vế trên tay cũng tí ti à, cũng đâu có gì đâu. Nhiều khi một số bạn còn có thể nuôi những giống chó lớn 10 mấy đến 50 kg còn được mà, thì những con thỏ này cũng đâu có là cái gì. Tuy là thỏ không có biết sủa hoặc là không biết nhõng nhẽo nhiều như là chó, nhưng mà thỏ cũng là một loài động vật thông minh, cũng có tình cảm, cũng hiểu được cái tình yêu thương và cũng cần sự chăm sóc của chúng ta. Vì vậy là thỏ là sự lựa chọn hàng đầu của các bạn hiện tại bây giờ, nên là các bạn cứ ghé cửa hàng thuốc Cương Mét Sinh để lựa chọn cho mình những bé thỏ thật là đáng yêu nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nếu thích hãy like và subscribe nhé. Xin chào.